Kinh dạy thật tướng vô tướng. Vô tướng là gì? Vô tướng là lìa hết thảy các tướng hư vọng. Do vậy, vô tướng và ly tướng có cùng một ý nghĩa. Ly tướng là vô tướng. Hết thảy các tướng hư vọng là gì? Kinh Phật đã vô số lần dạy chúng ta, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Vì sao? Do hết thảy các hiện tượng đều là pháp sanh bởi nhân duyên. Trung Luận nói rất hay: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không. Ngã ở đây là Đức Phật nói, trích dẫn lời Phật dạy. Ly là lìa như thế nào? Lìa chấp trước. Chẳng chấp trước là sẽ lìa. Chấp trước là chẳng lìa. Chớ nên chấp trước chúng, đừng nên phân biệt chúng. Đối với tất cả hết thảy các hiện tượng, chớ nên khởi tâm động niệm, quý vị sẽ lìa toàn bộ. Vì thế không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, người ấy thành Phật. Vì sao? Đã lìa sạch sành sanh, tướng có tồn tại hay chăng? Tướng tồn tại. Tướng là huyễn tướng. Tướng là pháp sanh diệt. Thật tướng là chẳng sanh chẳng diệt. Thật tướng là nói theo thể. Còn tướng như huyễn là nói theo hiện tướng. Lớn thì như hư không, pháp giới. Trọn khắp pháp giới, hư không giới đều là một huyện tướng. Chúng ta đã học vọng tận hoàng nguyên quán, quý vị cũng rất dễ hiểu. Chân là gì? Chân là thể nhất thể. Thể là một. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là chân. Vì sao là chân? Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ đã nói rất hay: thế ấy vốn tự thanh tịnh, chưa hề bị ô nhiễm. Này có bị ô nhiễm hay không? Chẳng bị ô nhiễm. Vĩnh viễn chẳng ô nhiễm. Chẳng sanh chẳng diệt. Vốn tự trọn đủ. Câu này rất trọng yếu. Trong Tịnh Tông gọi tự tánh thanh tịnh viên minh thể là thường tịch quang tịnh độ. Trong ấy không có hiện tượng vật chất, mà cũng không có hiện tượng tinh thần. Nhưng chẳng thể nói nó là không. Vì sao? Vốn tự đầy đủ. Thứ gì nó cũng chẳng thiếu, nhưng nó chẳng hiện tiền. Câu nói thứ tư của Huệ Năng Đại Sư là vốn chẳng lay động. Nói cách khác, nó là định. Sáng hôm qua, đài truyền hình đến phỏng vấn tôi. Họ có nói một câu: con người hiện thời thường nói nhân định thắng thiên. Phải khai thác, phát triển thiên nhiên. Nhân định thắng thiên nói không sai, nhưng hiểu sai ý nghĩa rồi. Nhân định thắng thiên nên giảng như thế nào? Chính là câu thứ tư của Huệ Năng Đại Sư.
Nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động. Đó là tự tánh vốn định. Nếu quý vị chứng đắc điều ấy sẽ thắng thiên. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Chứ chẳng phải là nói con người chúng ta thông minh, trí huệ thì khoa học kỹ thuật nhất định sẽ có thể chiến thắng thiên nhiên. Đừng nói thiên nhiên, ngay cả địa cầu còn chưa chiến thắng được. Địa cầu vừa chấn động đã chịu không nổi. Làm sao quý vị có thể thắng nó? Một đại đô thị có mấy ngàn vạn người sống trong ấy, một trận động đất lớn là xong. Mọi người đều biết chuyện này, chưa thắng được trời. Nhưng tự tánh vốn định, nếu quý vị chứng đắc thì sẽ có thể thắng. Câu cuối cùng, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Câu có thể sanh ra vạn pháp và câu vốn tự trọn đủ trong phần trước là hai mặt thuận và nghịch. Vốn tự trọn đủ là ẩn, Phật pháp gọi đó là ẩn. Có thể sanh ra vạn pháp là hiển, tức hiện hành. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể giống như cái tivi này đang ở trước mặt chúng ta. Thể là gì? Thể là màn hình tivi. Cái gì cũng đều không có. Nó cái gì cũng đều không có, nhưng quý vị chẳng thể nói nó là không. Vì sao? Nhấn nút một cái hình ảnh sẽ xuất hiện. Hình ảnh xuất hiện chẳng thể nói là nó có. Quý vị biết chân và giọng, mà hình là chân, hình ảnh là giọng. Chân và giọng là nhất thể. Giọng há có thể rời khỏi chân ư? Chẳng có cách gì rời khỏi. Rời khỏi màn hình, các hình ảnh sẽ chẳng thể hiện ra được. Có chân nào chẳng ở trong giọng? Trong màn hình này, mỗi tấc vuông đều có hình ảnh. Nhưng chân là chân, giọng là giọng. Chân chẳng phải là giọng, giọng chẳng phải là chân. Đúng hay không? Nói cách khác, chân là giọng, giọng là chân. Chân và giọng là một, chẳng hai. Đúng hay không? Cũng đúng. Quý vị hiểu rõ điều này. Do vậy, Đức Phật đã nói, thật tướng ly tướng. Thật tướng ly tướng tức là thật tướng vô tướng, thật tướng vô bất tướng. Chúng là cùng một chuyện. Do vậy, xem tivi mà biết xem thì sẽ là cảnh giới hoa nghiêm. Khi biết xem, có thể ngộ nhập tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đấy là thành Phật. Nhưng vấn đề là quý vị có hiểu hay không? Vì sao chúng ta không hiểu? Do lúc quý vị đang xem bèn khởi tâm động niệm, có phân biệt, có chấp trước, cho nên quý vị chấp tướng. Do quý vị chấp tướng nên chẳng là ly tướng mà là chấp tướng. Chấp tướng là lục đạo phàm phu. Trong Phật pháp nói ly tướng là A-la-hán, chẳng phải là phàm phu. Người đạt được ly tướng sẽ chẳng còn chấp trước hết thảy các hiện tượng. Tâm bình đẳng sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi, chứng quả A-la-hán. Chẳng phân biệt, quý vị là Bồ-Tát. Không khởi tâm, không động niệm, quý vị sẽ thành Phật. Ở đây điều trọng yếu nhất là dạy chúng ta, sau khi liễu giải chân tướng sự thật, đừng chấp trước nữa. Phải thực hiện từ chỗ này. Lục đạo xuất hiện như thế nào? Có thể sanh vạn pháp. Lục đạo từ đâu mà có? Lục đạo từ chấp trước mà có. Tứ thánh pháp giới do đâu mà có? Phía trên của mười pháp giới là tứ thánh pháp giới, tức thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật do đâu mà có? Từ phân biệt mà có. Thật sự chẳng khởi tâm, chẳng động niệm thì mười pháp giới cũng không có. Mười pháp giới bèn ẩn, chẳng hiển lộ nữa. Nhưng
Tập khí vô minh từ vô thủy chưa đoạn, chẳng có cách nào buông tập khí xuống. Do còn chưa buông xuống, cho nên còn có một cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm do đâu mà có? 41 phẩm tập khí vô minh. Tập khí trong ấy có dày hay mỏng khác nhau. Vì thế Đức Phật chia thành 41 đẳng. Tuy có 41 đẳng cấp, nhưng chẳng trở ngại quý vị mảy may. Vì sao? Quý vị đã không khởi tâm, không động niệm, chẳng cần phải quan tâm tới vô minh ấy. Lâu ngày nó sẽ tự nhiên chẳng còn nữa. Phải mất thời gian bao lâu? Kinh nói là ba a tăng kỳ kiếp, sẽ tự nhiên chẳng còn nữa. Sau khi không còn, đó là quả thật báo trang nghiêm, viên mãn hiện tiền, trở về tự tánh, chứng đắc Phật quả rốt ráo. Chuyện là như vậy đó. Nói chung phải hiểu rõ minh bạch. Sau khi minh bạch, quý vị mới chịu buông xuống. Nguyên nhân khiến không chịu buông xuống là do chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, nên mới có phân biệt chấp trước. Đây là một chướng ngại rất lớn. Nếu chẳng thật sự buông xuống, cả đời này quý vị sẽ làm gì? Phật học chẳng phải là học Phật. Người Phật học rất nhiều, người thật sự học Phật chẳng mấy. Học Phật là gì? Học Phật là buông xuống. Lúc tôi mới học, Chương Gia Đại Sư dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống. Bắt đầu làm từ đâu? Thực hiện từ buông xuống. Quý vị có buông xuống được thì mới thật sự có thể thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt lại giúp quý vị buông xuống một tầng nữa. Từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai là thấy thấu suốt bèn buông xuống. Hai phương pháp này giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Đến cuối cùng buông luôn tập khí vô minh xuống, quý vị bàn thành Phật. Đó gọi là học Phật. Nếu chẳng phải dùng phương pháp thấy thấu suốt và buông xuống này, quý vị là Phật học. Phật học và học Phật là hai chuyện khác hẳn nhau. Phật học chẳng thể liễu sanh thoát tử, không thể thoát khỏi tam giới. Ngay cả niệm Phật giảng sanh vẫn phải buông xuống. Hệ có mảy may lưu luyến thế giới này, sẽ không bỏ xuống được, chẳng thể giảng sanh. Chẳng có thứ gì trên thế gian này có thể mang qua thế giới cực lạc được. Do vậy, thật sự cầu giảng sanh thì hết thảy mọi thứ ở nơi đây, thường nói là thân, tâm, thế giới, hết thảy đều buông xuống, thì mới có thể ra đi được. Khó buông xuống nhất là thân tình. Thứ này khó lắm. Phải thật sự thực hiện, thật sự mong liễu sanh thoát tử, thoát tam giới trong một đời này, thì phải bắt đầu từ đâu? Trước hết, phải nhạt bớt thân tình. Nhạt bớt chẳng phải là bất hiếu với cha mẹ. Nếu bất hiếu thì quý vị đã phạm lỗi mất rồi. Quý vị phải thật sự thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, tuy thi hành nhưng lại chẳng chấp trước. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Bên ngoài thực hiện vô cùng chu đáo. Đó là gì? Bên ngoài thực hiện vô cùng chu đáo nhằm phổ độ chúng sanh, nêu gương tốt nhất cho người thế gian. Bên trong thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Đấy là nâng cao linh tánh của chính quý vị. Mỗi ngày đều tương ứng với thế giới cực lạc.
tương ứng với A-di-đà Phật. Quý vị thấy Pháp xuất thế gian và Pháp thế gian có cùng một thể. Ta xử sự đãi người tiếp vật, sinh sống, làm luận chẳng khác gì cả khác. Nhưng đối với người thế gian mà nói, thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hoàn toàn tùy thuận pháp tánh. Điều này trọng yếu. Luân lý, đạo đức đều do tánh đức tự nhiên lưu lộ. Nếu quý vị chấp tướng sẽ phải tu thiện. Đoạn ác tu thiện, chẳng chấp tướng sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Tuy chẳng chấp tướng, nhưng trọn chẳng lìa tướng. Mọi người mỗi ngày đều xem tivi, hãy nghĩ tới tỷ dụ của tôi. Đối với màn hình huỳnh quang và sắc tướng hiện trong ấy, quý vị thường nghĩ đến điều ấy, chúng có lìa hay không? Chẳng lìa chẳng tức. Màn hình là thật, vĩnh viễn chẳng đổi. Nhưng tướng cảnh giới trong ấy, tức là tướng được hiện ra, sẽ biến đổi trong từng sát na, chẳng ngừng dứt. Tốc độ biến đổi nhanh như thế nào? Mọi người đều có kiến thức thông thường này. Chúng ta hình dung nó biến đổi trong từng sát na, chẳng phải là từng giây một. Nó biến hóa trong từng phần trăm giây, một phần ngàn giây, một phần vạn giây. Nhưng vũ trụ là tướng được hiện giống như hình ảnh hiện ra trên màn hình. Tốc độ nhanh như thế nào? Di Lặc Bồ Tát cho chúng ta biết trong một giây biến hóa bao nhiêu lần? 1.280 triệu lần. Nguyên văn trong kinh điển là trong một cái khẩy ngón tay có 32.000.000 niệm. Trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu? 32.000.000 niệm. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320 triệu. Trong một khải ngón tay có 320 triệu. Chúng ta khải ngón tay thì trong một giây có thể khải 4 lần. Tôi tin có người còn khải ngón tay nhanh hơn tôi. Khải tới 5 lần sẽ là 1.600 triệu. Trong một giây, chứ không phải là một phần vạn hay một phần 10 vạn giây. Chẳng phải. Biến hóa ở trong ấy, cứ một niệm là một tướng được hiện. Niệm trước vừa diệt, niệm sau lại sanh. Do vậy chúng ta thấy những hiện tượng này thật sự là gì? Là tương tự tương tục tướng. Chúng chẳng phải là thật sự liên tục, mà là tương tự liên tục. Chúng biến hóa nghe theo ai chỉ huy? Trong kinh Đức Phật đã dạy, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm tưởng chỉ huy chúng. Tâm tưởng thiện thì các tướng được hiện sẽ là lành. Tâm tưởng ác, tướng được hiện là ác. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta mong bản thân tướng mạo đẹp đẽ, thân thể khỏe mạnh. Quý vị nghĩ đến điều lành cho nhiều bèn đạt được. Bởi lẽ tâm thái quyết định tướng mạo và sức khỏe của chúng ta. Tâm thái chứ chẳng phải thứ gì khác. Hoàn cảnh sống của chúng ta
tốt hay xấu cũng tùy thuộc vào tâm thái. Nếu mỗi cá nhân trong các cư dân trên địa cầu đều nghĩ tới thập thiện nghiệp đạo, địa cầu này sẽ chẳng khác gì thế giới cực lạc. Vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, vì sao Tây Phương cực lạc thế giới tốt đẹp như vậy? Toàn là những người thượng thiện nhóm hợp một chỗ. Cư dân bên đó nghĩ tưởng những điều thượng thiện, nói những lời thượng thiện, làm những chuyện thượng thiện. Nguyên nhân là như vậy đó. Hiện thời địa cầu của chúng ta rắc rối quá. Hiện nay chẳng nói đến tai nạn cũng không được. Tai nạn nhiều quá. Hôm qua Đài Phượng Hoàng phỏng vấn tôi với chủ đề là tai nạn. Trước này chưa hề thảo luận vấn đề này. Tôi cũng bảo họ, năm nay trong cuộc phỏng vấn năm tôn giáo tại Úc, trong quá khứ khi gặp gỡ giữa các tôn giáo, chúng tôi cũng chưa hề bàn đến tai nạn. Khi tham dự phỏng vấn này, mọi người lấy tai nạn làm chủ đề hội thảo. Có thể thấy rất nhiều người đã khá quan trọng vấn đề này. Tai nạn do đâu xảy ra? Đức Phật đã dạy, trước hết là do cái tâm của quý vị. Tâm quý vị xấu xa, trong tâm có tham sân si mạn nghi, chúng được gọi là ngũ độc. Quý vị thấy trong tâm của chính mình có ngũ độc. Cảnh giới vừa hiện tiền, nhất định sẽ khiến quý vị phản ứng. Từ ngũ độc nảy sanh phản ứng gì? Oán hận, áo não, giận dữ, phiền muộn. Thôi rồi, thân thể quý vị sẽ đổ bệnh, ngã bệnh. Quý vị bệnh là do vậy. Chúng ta thường gọi chất độc bên trong là tam độc phiền não, tức là tham sân si. Còn thêm vào hai thứ nữa, thành tham sân si mạn nghi ngũ độc. Năm thứ này kết hợp với năm duyên, oán hận não nộ phiền. Tế bào của chúng ta lập tức biến thành tế bào bị bệnh. Nó biến quá thay đổi. Đó là nguyên nhân khiến quý vị nhiễm bệnh. Phải như thế nào mới không bị bệnh? Đức Phật đã dạy chúng ta một câu. Quý vị thật sự ghi nhớ, thật sự thực hiện thì bách bệnh chẳng sanh. Đức Phật dạy quý vị điều gì vậy? Xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Hóa giải virus gây bệnh từ trong tâm mình, sẽ vĩnh viễn chẳng sanh bệnh. Bởi lẽ tâm thái quyết định hết thảy. Đạo lý này tương thông với y học Trung Quốc. Y học Trung Quốc bảo chữa bệnh thì tác dụng trị liệu của thuốc men tối đa chỉ chiếm 3 phần, 7 phần là tâm thái. Hệ tâm thái chuyển biến, có lúc căn bản là không cần tới thuốc thang, tự nhiên lành bệnh. Điều này chẳng có gì hiếm lạ mà có căn cứ lý luận, ai nấy đều làm được. Vì thế, tâm con người phải tốt đẹp. Tổ tiên Trung Quốc dạy con người. Tôi nghĩ tổ tiên Trung Quốc đều là chư Phật Bồ Tát tái lai, chẳng phải là phàm nhân. Thuở tôi còn trẻ, học Phật thỉnh ý thầy Lý. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc như Nghiêu, Huấn, Vũ, Thang, Văn Dương, Võ Dương, Châu Công, Khổng Tử, Mạnh Tử
có phải là Phật, Bồ Tát Tái Lai, hóa thân tại Trung Quốc hay chăng? Họ nên dùng tư cách thánh hiền để độ người, bèn hiện thân thánh hiền để nói pháp. Tôi thỉnh ý thầy. Thầy đáp, nói theo lý thì hợp lẽ, nhưng trên mặt sự chẳng có chứng cứ. Cụ nói hay quá, các ngài lại chẳng bộc lộ thân phận, chẳng nói mình là Bồ Tát nào Tái Lai, chẳng hề nói. Nói theo lý thì thông suốt. Vì trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ý. Chúng ta phải hiểu điều này. Thật sự hiểu rõ, minh bạch, quý vị sẽ thật sự làm. Đoạn hết thảy ác, buông hết thảy ác xuống. Tu hết thảy thiện, tu hết thảy thiện đừng chấp tướng. Chẳng chấp tướng thì sẽ khai ngộ, sẽ kiến tánh, sẽ đắc định đắc tam muội, sẽ khai ngộ, sẽ chứng quả. Chấp tướng thì sao? Chấp tướng thì là thiện pháp nhân thiên. Quả báo ở trong nhân thiên chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đoạn ác nhưng chẳng chấp vào tướng đoạn ác. Tu thiện nhưng chẳng chấp tướng tu thiện. Ly tướng, lìa hết thảy các tướng hư vọng. Làm như vậy là đúng. Đó là thật sự học Phật. Chúng ta lại xem câu kế tiếp. Hữu thật tướng vô bất tướng, phi ngoan không giữ đoạn diệt. Chúng ta vẫn lấy màn hình TV làm tỷ dụ. Thật tướng là gì? Thật tướng giống như màn hình TV. Đó là thật tướng. Thật tướng vô bất tướng. Vô bất tướng là có tướng. Đúng vậy, ta vừa mở máy liền có tướng. Chẳng phải là vô tướng, mà là có tướng. Tuy có tướng, nó vẫn là thật tướng. Tôi vừa mới nói rất rõ ràng. Thật tướng là vọng tướng dung hợp lại. Tuy là hai chuyện, nhưng chẳng thể phân biệt. Quý vị chẳng thể phân biệt cái nào là vọng tướng, cái nào là thật tướng, không thể phân biệt. Vọng tướng là thật tướng là vọng tướng. Nhưng thật tướng và vọng tướng đúng là khác nhau. Chúng ở cùng một chỗ, vĩnh viễn chẳng tách rời. Cũng có thể nói là tất cả hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần trong khắp pháp giới hư không giới đều do thật tướng biến hiện. Toàn là tự tánh. Chân như tự tánh ở đâu? Không có một pháp nào chẳng phải là chân như tự tánh. Ta lấy cái này, nó có phải là chân như tự tánh hay không? Phải. Lẽ nào chẳng phải? Thứ nào cũng đều phải. Bản thể của chúng là chân như tự tánh. Tùy tiện lấy một pháp nào cũng đều là chân như tự tánh. Người kiến tánh và kẻ chưa kiến tánh có gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ kẻ chưa kiến tánh chấp trước, phân biệt. Người kiến tánh chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Kẻ chưa kiến tánh tâm lượng rất nhỏ, thứ gì cũng đều so đo. Người kiến tánh tâm lượng to như hư không pháp giới, tâm bao thái hư, lượng trọn khắp các cõi nước nhiều như cát. Người ấy chẳng so đo, chẳng chấp trước. Khác hẳn. Người kiến tánh pháp hỷ sung mãn, sung sướng. Kẻ chưa kiến tánh phiền não trùng trùng. Cuộc sống rất khổ. Làm sao giống nhau cho được? Người kiến tánh thấy thấu suốt. Người chưa kiến tánh chẳng thấy thấu suốt. Do vậy, thật tướng chẳng phải là ngoan không.
Ngoan không là gì? Là nói tới hư không, cái gì cũng đều không có. Màn hình này chẳng phải là cái gì cũng đều không có. Nó có, mở máy lên sẽ có thể hiện tướng. Cũng không phải là đoạn diệt. Đoạn diệt là gì? Là trừ bỏ tướng này. Đó là đoạn diệt. Có thể đoạn diệt hay không? Chẳng đoạn diệt được, chẳng trừ khử được. Do vậy, phi như quy mau thủ giác. Rùa không có lông, thỏ chẳng có sừng. Đó là gì? Đây là một tỷ dụ về ngoan không đoạn diệt. Thật tướng có ý nghĩa khác hẳn những thứ này. Nhất thiết hư vô, nó chẳng phải là hết thảy đều hư vô, mà là thật sự có. Nhưng thật sự có là có tướng, nhưng tướng ấy chắc chắn là giả tướng chẳng thật. Đây là từ một thể phát khởi hai tác dụng. Hai tác dụng bèn hiện tướng, đó là giả tướng. Hai tác dụng, thứ nhất là y báo, tức là vũ trụ trọn khắp pháp giới hư không giới. Khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, phẩm Hoa Tạng thế giới và thế giới thành tựu, quý vị thấy những điều được giảng trong hai phẩm ấy chính là vũ trụ quan của Đại Thừa Phật Pháp. Giảng cặn kẽ hơn triết học hiện tại. Vũ trụ quan theo cách diễn giải của các khoa học gia và triết gia hiện thời đều thua kém thế giới Hoa Tạng quá xa. Vũ trụ quan theo kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng vô tận. Khoa học lẫn triết học vẫn chưa nói tới điều này. Những điều kinh Phật giảng là sự thật ư? Thật đấy, chẳng sai chạy chút nào. Trong vi trần của thế giới, thế giới ấy giống hệt như vũ trụ của chúng ta chẳng sai khác. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới đó lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới, trùng trùng vô tận. Do vậy nói kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Thật đấy, vì tự tánh là viên mãn, không có lớn nhỏ, chẳng có trước sau. Không có trước sau là không có thời gian. Không có lớn nhỏ là chẳng có không gian. Thời gian và không gian cũng chẳng tồn tại. Đấy là thuộc về Thường Tịnh Quang. Thường Tịnh Quang ở đâu? Trọn khắp hết thảy các nơi, không lúc nào, không chỗ nào nó chẳng tồn tại. Vì nó có thể biến, tức là có thể sanh. Có thể biến, năng sanh năng biến. Vũ trụ vạn vật là sở sanh sở biến. Năng và sở là một, chẳng hai. Vì thế, xưa kia tiên sinh Âu Dương Cánh Vô đã nói, Phật Pháp chẳng phải là triết học. Ông ta nói cũng rất có lý. Vì sao? Trong triết học có năng và sở. Tuy Phật Pháp nói đến năng và sở, nhưng năng và sở là một, chẳng hai. Năng sở bất nhị. Trong triết học chẳng có cách nói này. Do vậy ông ta nói Phật Pháp chẳng phải là triết học, cũng chẳng phải là tôn giáo, mà là thứ cần thiết cho đời hiện tại. Thế giới hiện thời chẳng thể thiếu Phật giáo. Quả thật Phật giáo có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề xã hội. Dùng Đại Thừa Phật Pháp để giải quyết vấn đề xã hội hiện thời. Do hiện thời xã hội loạn lạc,
Trên địa cầu tai nạn rất nhiều. Thật sự dùng Đại Thừa Phật Pháp, dùng Kinh Vô Lượng Thọ, dùng Kinh Hoa Nghiêm để giải quyết vấn đề hiện tại cần bao lâu? Chưa đầy một năm. Xã hội an định, tai nạn chẳng còn nữa. Thật đấy, chẳng giả đâu. Quý vị không tin thì chẳng có cách nào hết. Chẳng tin tưởng mà. Cổ nhân Trung Quốc có câu nói: bất thính lão nhân ngôn, ngật huy tại nhãn tiền. Quý vị phải hứng chịu những sự hỗn loạn trước mắt. Tất cả những tai biến trên địa cầu, quý vị cũng phải hứng chịu. Vì quý vị không nghe lời người già. Người già là ai vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật là người già. Khổng Tử, Mạnh Tử là người già. Gia Tô, Mục Hãn Mạc Đức đều là người già. Quý vị chẳng nghe lời các vị ấy sẽ chịu thiệt thòi to lớn. Tiếp đó, Hoàng Lão Cư Sĩ dẫn một câu trong Kinh Kim Cang để nói: Kim Cang Kinh Dân: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Như Lai là tự tánh viên minh thể. Quý vị có thể thấy chư tướng phi tướng sẽ kiến tánh. Tức kiến Như Lai là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Quý vị có thể thấy chư tướng phi tướng. Vì hết thảy các hiện tượng là gì? Tôi vừa mới nói, chúng sanh diệt trong từng sát na là tương tự tương tục tướng. Không có gì là thật. Kể cả thân thể của chúng ta. Vậy thì quý vị có còn chấp trước nữa chăng? Quý vị có còn dấy lên ý niệm muốn khống chế, muốn chiếm hữu hay chăng? Vì sao sẽ không khởi lên những ý niệm này? Vì chúng là không. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Thuở trẻ, tôi có xem bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển một lần. Tôi tổng kết được 12 chữ. Những điều do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 22 năm là gì? Ngài dạy chúng ta nhất thiết pháp, vô sở hữu tất cánh không, bất khả đắc. Quý vị thật sự hiểu 12 chữ ấy, sẽ không chỉ chẳng khởi lên ý niệm khống chế chiếm hữu hết thảy cảnh giới bên ngoài, mà đối với thân tâm của chính mình cũng chẳng có ý niệm ấy. Thân tâm thế giới đều là huyễn tướng. Đều là phi tướng. Dạng pháp đều là không. Thưa quý vị, nói đến cùng, thật sự minh tâm kiến tánh thì nhân quả cũng là không. Nhưng trong Phật Pháp nói, dạng pháp giai không, nhân quả bất không, là nói với ai? Nói với kẻ chưa kiến tánh. Chỉ cần quý vị chưa kiến tánh, sẽ có nhân, có quả. Kiến tánh rồi bèn không có. Kiến tánh là gì? Quý vị đã thấy Như Lai. Thấy Như Lai là gì? Quý vị thành Như Lai. Cũng là như trong Hoa Nghiêm thường giảng, những gì có nhân quả, mười pháp giới chẳng lìa nhân quả. Phật trong mười pháp giới vẫn chẳng lìa nhân quả. Vì sao? Ngài chưa thể chuyển thức thành trí. Khi nào Ngài tiến cao hơn,
chuyện tám thức thành bốn trí sẽ chẳng còn nhân quả. Thật ra chúng ta nói tới nhân quả báo ứng. Thì chỉ thuộc trong mười pháp giới, Phật pháp giới trong mười pháp giới. Hệ tiến cao hơn sẽ chẳng còn nhân quả nữa. Tiến cao hơn chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nếu chúng ta hỏi trong cõi thật báo trang nghiêm còn có nhân quả hay không? Có. Vì sao mà có? Do tập khí vô minh từ vô thủy chưa đoạn, cho nên người trong cõi ấy có nhân quả. Họ còn có 41 phẩm vô minh. Vô minh ấy chính là tập khí vô minh. Nói rành rẽ sẽ là 41 phẩm tập khí vô minh. Vô minh đã đoạn rồi. Vì nếu chưa đoạn vô minh sẽ không thoát khỏi 10 pháp giới. Do vô minh đã đoạn, 10 pháp giới chẳng còn nữa. Nhưng tập khí vô minh vẫn còn. Do vậy còn có cõi thật báo trang nghiêm. Sau khi đoạn được tập khí, cõi thật báo chẳng còn, hoàn toàn trở về tự tánh. Trở về tự tánh thì nhân quả chẳng còn nữa. Thật sự chẳng có. Do vậy chúng ta hiểu vạn vật, đối với cái có thể sanh ra vạn vật thì cái nhân có thể sanh ra vạn vật chính là một niệm bất giác. Đó là nhân. Ý niệm ấy dấy lên dao động vô cùng vi tế. Chúng ta chẳng có cách gì nhận biết được. Không riêng mình, chúng ta chẳng có cách nào nhận biết mà kinh còn nói. Thất địa Bồ Tát cũng chẳng cảm nhận được. Từ bát địa trở lên mới có thể cảm nhận. Bậc bát địa trong viên giáo nhận biết bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, năm địa vị này đều biết. Do vậy một niệm bất giác ấy gọi là vô thủy vô minh. Hai chữ vô thủy hay lắm. Vô thủy nghĩa là gì? Vô minh cũng chẳng thật. Do vậy quý vị chớ nên nghĩ cõi thật báo trang nghiêm là thật. Chẳng có chuyện này. Cõi thật báo trang nghiêm cũng chẳng thật. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đức Phật chẳng nói cõi thật báo trang nghiêm là ngoại lệ. Chẳng nói như vậy. Vì thế ngay cả cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai cũng là hư vọng. Bất quá trong ấy chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, mà cũng chẳng có khởi tâm động niệm. Đúng là lợi hại. Các ngài có năng lực cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới. Đừng tưởng chúng ta khởi tâm động niệm chẳng ai biết. Nếu nghĩ như vậy, quý vị đã lầm lẫn quá đỗi. Quý vị nhìn vào duyên khởi của vũ trụ và tác dụng của nó. Một niệm dấy lên, trong tự tánh liền biến hiện A Lại Gia. A Lại Gia là vọng tâm, vọng từ chân khởi. Nó chẳng phải là chân, nhưng nó nương vào chân để khởi lên. Giống như những hình ảnh trong cái màn hình. Màn hình không có hình ảnh, nhưng hình ảnh nương vào màn hình để hiển hiện. Không có màn hình chúng chẳng hiện ra được. Nó là tướng được biến hiện do nương vào tự tánh. Đấy là y báo. Chánh báo là chính mình. Chính mình là cảnh giới khởi lên cùng lúc. Đó gọi là ba tế tướng của A Lại Gia. Ba tế tướng hoàn thành trong một niệm. Nói như các nhà khoa học hiện thời,
nghiệp tướng. Là năng lượng. Năng lượng có thể biến thành tinh thần, mà cũng có thể biến thành vật chất. Biến thành tinh thần là thức thứ bảy. Biến thành vật chất thì là tướng phần. Chúng ta nói kiến phần và tướng phần cho dễ hiểu. Thì kiến phần là tinh thần, tướng phần là vật chất. Nó cũng là cảnh giới tướng. Tinh thần là chuyển tướng và kiến tướng. Nó thật sự chuyển biến. Cái vốn có trong tự tánh là kiến văn giác tri. Những điều này vốn sẵn có. Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Nó có kiến văn giác tri. Trong A Lại Gia, kiến văn giác tri biến thành thọ, tưởng, hành, thức. Do đâu mà có thọ tưởng hành thức? Từ kiến văn giác tri biến hiện ra. Nếu quý vị đã chuyển thức thành trí, thọ tưởng hành thức chẳng còn nữa, chúng lại hồi phục thành kiến văn giác tri. Thường tịch quan có khởi tác dụng hay chăng? Khởi tác dụng, vì sao? Nó có kiến văn giác tri. Do vậy, thường tịch quan cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh. Chúng sanh cầu Phật, thường tịch quan sẽ thật sự khởi cảm ứng. Kinh dạy có bốn loại cảm ứng. Trong khi giảng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã giảng rất rõ ràng. Hiển cảm hiện ứng, hiển cảm minh ứng, minh cảm hiện ứng và minh cảm minh ứng. Bốn loại. Thật sự có cảm ứng, nhưng chúng ta vô tâm sơ ý, chẳng cảm nhận được. Niệm niệm đều có cảm ứng. Do vậy, Phật chẳng hề rời khỏi chúng ta. Mười phương ba đời chư Phật chẳng hề rời khỏi. Phật là gì? Phật là tự tánh. Nói đến sự cảm ứng đạo giao, tức là nói đến đức năng trong tự tánh. Hiền Thủ Quốc Sư đã dựa theo kinh Hoa Nghiêm để soạn luận. Bài luận văn Hoàng Nguyên Quán là một tác phẩm dựa theo giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm để viết. Quý vị thấy khi nó khởi tác dụng, bất luận là tinh thần hay vật chất, đều có tác dụng trọn khắp pháp giới. Tốc độ ấy vô cùng nhanh, ý niệm vừa dấy lên đã trọn khắp pháp giới. Vô cùng nhanh, nhanh hơn ánh sáng, nhanh hơn dòng điện. Ánh sáng và điện chẳng thể trọn khắp pháp giới, thua kém quá xa. Lẽ nào nó chẳng có cảm ứng? Điều thứ hai, trong sách Hoàng Nguyên Quán là nói xuất sanh vô tận. Xuất sanh là biến hóa. Biến hóa vô cùng. Điều thứ ba là hàm dung không và có. Nếu chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này, mới biết ý niệm không chỉ là chủ tể của thân thể. Tướng mạo và sức khỏe của chúng ta không chỉ chủ tể những thứ ấy, mà còn là chủ tể của địa cầu, núi, sông, đại địa, chủ tể trọn khắp pháp giới hư không giới. Chủ tể các tinh hệ trong hư không, khiến chúng vận hành theo đúng quỹ đạo và quy luật. Vũ trụ do ai sáng tạo? Do ý niệm sáng tạo. Ý niệm lợi hại lắm. Nếu ý niệm hơi bất chánh,
quý vị sẽ gặp nhiều tai ương, lắm bệnh hoạn, lắm nỗi ưu sầu, nhiều nỗi lo toan, cuộc sống rất nhọc nhằn. Nếu ý niệm trở về chánh đạo, sẽ là cuộc sống đúng mực trong cõi trời người, đúng là hạnh phúc viên mãn trong đường trời người. Nhưng chớ nên lưu luyến nhân thiên đạo, lưu luyến nhân thiên đạo sẽ chẳng tránh khỏi tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp thì hệ biến hóa sẽ lại biến thành ngạ quỷ địa ngục. Thấy đều do ý niệm của quý vị biến ra, chẳng có gì do bên ngoài đưa tới. Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Cụ Hoàng nói bốn câu ấy trong kinh Kim Cang: ý vị tức tướng ly tướng, ly tận hư vọng chi tướng. Câu này nên giảng như thế nào? Lìa hết sạch các tướng hư vọng. Cội rễ của tướng hư vọng là tam tế lục thô trong A Lại Gia. Trừ bỏ tam tế lục thô, quý vị sẽ buông xuống các tướng hư vọng. Thấy đều buông xuống, chẳng còn phân biệt, chẳng còn chấp trước, thậm chí chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Tức kiến thật tướng, tức là quý vị sẽ thấy tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Quý vị hãy nhớ, chúng ta mắt thấy tai nghe, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, quý vị sẽ thấy tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cố dân tức kiến Như Lai. Chúc mừng quý vị đã viên mãn thành tựu rốt ráo, thành tựu Pháp Thân Như Lai. Thử chi Pháp Thân Như Lai giả? Pháp Thân Như Lai ly nhất thiết tướng, cố dân thật tướng vô tướng. Vô tướng là thể tánh. Giống như tỷ dụ màn hình mà chúng tôi đã nêu, màn hình là thật tướng. Quả thật chẳng có hết thảy các tướng, hết thảy các huyễn tướng hiển hiện trong ấy, nhưng nó chẳng tiêm nhiễm mảy may, chẳng bị trở ngại mảy may. Nói cách khác, về căn bản là những huyễn tướng ấy chẳng liên quan gì với nó. Phải hiểu ý nghĩa này. Chúng ta đã thành Phật, ta đã thành Phật, nhưng còn có rất nhiều người chưa thành Phật. Mặt gương của ta thanh sạch. Những kẻ chưa thành Phật ấy hiển hiện tướng trong tâm ta, có nhiễm bẩn cái màn hình ấy hay chăng? Chẳng nhiễm. Tuy ta thành Phật, nhưng những kẻ chưa thành Phật ấy chẳng hề nhiễm bẩn chúng ta mảy may nào. Cùng sống một chỗ như nhau mà Phật Bồ Tát sung sướng. Còn họ kẻ chưa thành Phật đang tạo nghiệp Phật Bồ Tát thì sao? Phật Bồ Tát giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu để họ giống như chính mình. Vì thế học Phật mà chẳng phát Bồ Đề tâm, chẳng phát tâm độ chúng sanh sẽ chẳng thể thành. Vì sao quý vị chẳng phát tâm? Chẳng phát là vì quý vị chưa buông xuống. Chưa buông chính mình xuống thì còn làm sao được nữa? Quý vị còn có cái ta, còn chấp trước, còn có thành kiến. Quý vị là phàm phu chính công. Vì thế, chướng ngại do đâu mà có? Do chính mình mà có. Trừ chính mình ra, chướng ngại gì cũng không có. Hệ quý vị một niệm giác ngộ, chướng ngại chẳng còn nữa. Khi mê, chướng ngại trung trung.